Nếu mà ở suối khoáng này mà các bạn chỉ tắm nóng thôi này, nếu tắm nóng thôi thì rất là sướng, nhiệt độ nước lên đến tận 6-70 độ C gì đó, tôi phải pha là 1/3 là nước nóng thôi, còn 2/3 là lạnh. Thế còn mọi người thì thích hứng thú hơn thì một nóng một lạnh, còn có người thì lại chỉ chuyên nóng, dưới kia là một cái bể bơi để massage, massage lưng, đấy rồi là mình bơi, tôi bơi một vài vòng trên đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ massage không ở những cái chỗ này thôi thì sảng khoái lắm, sảng khoái lắm, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà với cái trái tim tình yêu như thế này mà các bạn massage ở trên này thì xong nó mệt thêm, xong nó còn mệt thêm ấy. Bây giờ tôi mệt lắm rồi. Hết chưa chú? Được rồi chú ơi, lên đi. Được rồi, được rồi. Thế có nghĩa là tính toán mọi cái của mình là ổn. Ổn đấy. Gì đâu. Nếu mà nó mà bơm lên tép mà bốn ngày mới nguội được thì chắc sẽ phải ghế thật đấy, tại vì chú tưởng tượng là làm nguội một cái cục bê tông mà ví dụ thế nhá, mà to bằng cái vô lăng này thôi, mà hình trụ như cái xô sơn chẳng hạn, mà nóng lên 70 độ chắc cũng phải mất từ sáng đến chiều nó mới còn ấm cơ, chứ không 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 nguội được nhanh đến mức độ mà, cho nên chú cháu mình có thể chở téc về thoải mái đúng không, chở téc về làm vài téc nóng cho anh em vẫy vùng nhá, cho vào cho lên test hôm nay mình nhìn nếu mà ấy nó đông người tắm trên mức độ mấy nhiêu phòng này có mãi đúng không, đây đúng không, và thế thì mình phải có cái bể chứa 100 khối, 100 khối luôn ấy. Cái bể đó thì mình lại có hệ thống bảo ôn, mình biết làm bảo ôn bằng cái gì không, PU khoan đó, PU thì lại ấy bằng bằng sợi thủy tinh lót những cái tấm sợi thủy tinh ấy, tấm sợi thủy tinh thì đắt hơn là PU farm, lâu thi công khó hơn, dặm hơn. Theo farm là một trong những giải pháp hiện đại và nhanh. Cái khu cháu đang chuẩn bị làm này, phun một phát nó thành bọt. Cái tủ lạnh ấy. Phun lên đâu nó được, đây phun như phun sơn đi. Phun hai lớp nó nở lên dày 5 phân. 5 phân bây giờ chú dùng sợi tinh thì có chết. Sợi tinh bọc hết cái bể của chú mà ngứa hết cả một lũ quân. Nhưng mà nó làm nó ra rén lâu lắm. Nó có chìm trong nước rồi, nó chìm chứ nhỉ? Theo farm cơ. Hả? Theo farm á? Ừ. Sợi tinh mà chú ngâm nước vào nó mà là lan ra thì chết. Thì tinh nó ở phía bên ngoài ấy. Thì PU farm mình cho bên ngoài thôi. Về cơ bản là nó không chịu được nước theo kiểu là ngấm suốt đấy là được đâu. Mà nếu mà mình làm như thế thì mình phun bên ngoài thôi. Đúng không? Lót đáy đúng không? Vâng. Mày đang làm cái gì ạ? Tôi đang làm cái dự án này đấy, tức là đang mua bình mua biếc về rồi làm rồi, mua súng chứ, mua bình Trung Quốc ngon lành cái nào hết rồi, đầu tư mất một khoản rồi đấy. Thế thì tốt rồi, thế thì giải pháp của chú tới đây mới ấy, chú làm luôn cái bể bảo ôn đi đã đúng không? Xong xây dựng tiếp theo là cái gì tính sau? Sang bên này tí đi. Giáp nhỉ? Ổn, không vấn đề gì. Về cơ bản bảo ôn là cháu làm trong tầm tay được. Về là cơ bản là cái giải pháp đấy ở trên bên bán giờ mình. Vấn đề nguồn để mình lấy nước là có rồi đúng không? Sẵn sàng rồi. Và giá thành mình cũng khoảng là có thể nắm được tương đối rồi. Vậy là cái bể nước để mà nóng trong vòng một tuần là mình bổ sung mỗi một ngày một tép thôi chả? Đúng không? Đúng rồi, chứ làm gì mình bổ sung suốt được. Không, mình bổ sung như thế xong rồi quá trình ấy mình vận hành lên qua cái hệ thống nóng của mày nữa. Thì nó sẽ trở lại như thế này. Thế thôi. Hệ thống nóng của nước khoáng để người ta lấy để uống luôn thì mình cứ đóng ra can này cho người ta. Cứ đóng ra can ra cho người ta. Cái người ta tắm xong người ta lấy nước khoáng để uống. Và một công mình bán được đôi việc. Đúng không? Can thì lấy 60.000 cái vỏ. 20 lít được 20.000, 1.000 một lít tức là 1.000 đồng một lít. Như vậy là một téc nước của mình 1.000 lít chẳng hạn là được 1 triệu. Đúng rồi. 1 triệu mà mình mua hết có 150 thôi. 150 tất nhiên phải tiền vận chuyển. Nhưng mà nếu bán nước uống thì khả năng là cũng được, là người ta phải có giấy phép thêm ấy, phải bổ sung thêm giấy phép tổng cộng chứ. Cần đâu, mình không nghĩ là mình lấy bên này có gốc có chứng từ này đúng không? Wow.
không? Đây nó xuất chắc chắn nó có hóa đơn.